Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ hai phẩm thứ ba thí dụ. Lúc bấy giờ ngài trả lời Phật hớn hở vui mừng liền đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật mà bạch rằng: Nay con theo Đức Thế Tôn nghe được tiếng Pháp này trong lòng hớn ở được điều chưa từng có. Vì sao? Con xưa theo Phật nghe Pháp như thế này thấy các vị Bồ Tát được thọ ký thành Phật mà chúng con chẳng được dự việc đó. Từ rất cảm thương mất vô lượng tri kiến của Như Lai. Thế Tôn, con thường khi một mình ở dưới cây trong núi rừng hoặc ngồi hoặc đi kinh hoành hằng nghỉ như vậy. Chúng ta đồng vào Pháp tánh, tại sao Đức Như Lai lại dùng Pháp tiểu thừa mà tế độ cho? Đó là lỗi của chúng con chớ chẳng phải là Thế Tôn vậy. Vì sao? Nếu chúng con chờ Phật nói Pháp sở nhân thành đạo vô thường chánh đẳng chánh giác thời chắc do Pháp đại thừa mà được độ thoát. Song chúng con chẳng hiểu Phật phương tiện theo cơ nghi mà nói Pháp, vừa mới nghe Phật nói Pháp vội tin nhận suy ngẫm để chứng lấy. Thế Tôn, con từ xưa đến nay trọn ngày luôn đêm hằng tự trách mình mà nay được từ Phật nghe Pháp chưa từng có. Trước khi hề nghe dứt các lòng nghi hồi thân ý thơ thời rất được an ổn. Ngày nay mới biết mình thật là Phật tử, từ miệng Phật sinh ra, từ Pháp hóa sanh, được Pháp phần của Phật. Khi ấy ngài trả lời Phật muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Con nghe tiếng Pháp này được điều chưa từng có, lòng rất đổi vui mừng, người nghĩ đều đã trừ. Xưa nay nhờ Phật dạy chẳng mất nơi đại thừa, tiếng Phật rất ít có, hay trừ khổ chúng sanh con đã được lầu tận. Nghe cùng từ lo khổ con ở nơi ăn núi hoặc dưới cùng cây rừng hoặc ngồi hoặc kinh hành thường suy nghĩ việc này. Thân ôi rất tự trách, sao lại tự khi mình chúng ta cùng Phật tử đồng vào Pháp vô lậu chẳng được ở vị lai, nói Pháp vô thường đạo sắc vàng băm hai tướng mười lực các giải thoát. Đồng chung trong một Pháp mà chẳng được việc đây, 80 tiếng tốt đẹp, 18 Pháp bất đồng, các công đức như thế mà ta đều đã mất. Lúc con kinh hành riêng thấy Phật ở trong chúng, danh đồn khắp mười phương rộng, lợi ích chúng sanh từ nghĩ mất lợi này. Chính con từ khi rồi, con thường trong ngày đêm ằng suy nghĩ việc đó, muốn đem hỏi Thế Tôn là mất hay không mất. Con thường thầy Thế Tôn khen người các Bồ Tát, vì thế nên ngày đêm suy đường việc như vậy. Nay nghe tiếng Phật nói theo cơ nghi dạy Pháp vô lậu khó nghĩ bàn, khiến chúng đến đạo tràng con xưa chấp ta kiến làm thầy các phàm chỉ. Thế Tôn rõ tâm con trừ ta nói niết bàn, con trừ hết ta kiến được chứng nơi Pháp không, bây giờ lòng từ bảo được đến nơi diệt độ mà nay mới từ biệt chẳng phải thực diệt độ. Nếu lúc được thành Phật đủ 32 tướng trời, người chúng già xóa rồng thần đều cung kính. Bây giờ mới được nói dứt hẳn hết không thừa Phật ở trong đài chúng, nói con sẽ thành Phật. Nghe tiếng Pháp như vậy lòng nghi hội đã trừ.
Khi mười nghe Phật nói trong lòng rất sợ nghi, phải chăng ma giả Phật nào loạn lòng ta ư? Phật dùng các món duyên, thì dù khéo nói phố lòng kia an như biển, con nghe lười nghi dứt. Phật nói thuở quá khứ vô lượng, Phật diệt độ an trụ trong phương tiện, cùng đều nói Phật đó. Phật hiện tại vì lai số nhiều cùng vô lượng, cùng dùng các phương tiện diện nói Pháp như thế. Như thế tôn ngày nay từ sanh đến xuất ra được đạo truyền Pháp luân, cùng dùng phương tiện nói. Thế tôn nói đạo thật ba tuần không nói được, vì thế con định biệt không phải ma giả Phật. Con xa vào lưỡi nghi cho là ma làm ra, nghe tiếng Phật êm dịu sâu xa rất nhiệm màu. Nói ruột Pháp thanh tình tâm con rất vui mừng, nghi hội đà ít đàn an trụ trong thật trí, con quyết sẽ thành Phật. Được trời người cung kính truyền Pháp luân vô thượng giáo hòa các Bồ Tát. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo ngài trả lời: Phật ta nay ở trong hàng trời người Sa Môn Bà La Môn mà nói, ta xưa từng ở nơi hay muôn ức Phật, vì đạo vô thường nên tường giáo hòa ông cùng lâu dài theo ta thọ ọc, ta dùng phương tiện dần dắt ông sanh vào trong Pháp. Ta trả lời: Phật ta thuở xưa dạy ông chỉ nguyện Phật đạo, ông nay đều quên mà bèn từ nói đã được diệt độ. Ta nay lại muốn khiến ông nghỉ nhớ bản nguyện cùng đạo đã làm, mà vì các thanh văn nói kinh đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, là Pháp Giáo Hòa Bồ Tát được chư Phật hộ niệm. Trả lời Phật, ông đến đời vì lai quả vô lượng vô biên bất khả tư nghị, kiếp cùng dường bao nhiêu nghìn muôn ức Phật, phùng kỳ chánh Pháp đầy đủ đạo tu hành của Bồ Tát sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai, ứng cùng cảnh biển tri minh thành túc thiền thể, thế gian giải vô thường chỉ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nước tên ly cầu còi đỏ bằng thẳng thanh tình đẹp để ăn ổn giàu vui, trời người đông đảo lưu ly làm đất, có tám đường giao thông dây bằng vàng ròng để răng bên đường, mẹ đường đều có hàng cây bằng bảy bảo, thường có hoa trại Đức Hoa Quang Như Lai cùng dùng ba thừa giáo hòa chúng sanh. Trả lời Phật, lúc Đức Phật ra đời giàu không phải là các đời ác ma, bởi bản nguyện nên nói Pháp ba thừa, kiếp đó tên là Đại Bảo Trang Nghiêm. Vì sao gọi là Đại Bảo Trang Nghiêm? Vì trong cõi đó dùng Bồ Tát làm đại bảo vậy. Các Bồ Tát trong số đông vô lượng vô biên bất khả tư nghị, tình kệ ai thì dù đều không đến được, chẳng phải sức trí huệ của Phật không ai có thể biết được, khi muốn đi thì có hoa đỡ chân. Các vị Bồ Tát đó không phải hàng mới, Phật tâm đều đã trồng cội từ lâu. Ở nơi vô lượng trăm nghìn muôn ức Đức Phật, tình tu phạm ảnh ăn được các Phật khen. Thường tu trì huệ của Phật đủ sức thần thông lớn, khéo biết tất cả các pháp môn ngay tật không rồi, chỉ niềm bên vững bậc Bồ Tát như thế khắp đầy nước đó. Trả lời Phật, Đức Phật Hoa Quang tỏ 12 tiểu kiếp từ còn làm vương tử chưa thành Phật, nhân dân được đó thọ 8 tiểu kiếp. Đức Hoa Quang Như Lai quả 12 tiểu kiếp thọ kỳ vô thường, chánh đẳng chánh giác cho kiên mạn Bồ Tát mà bảo các tỳ kheo: ông Kiên Mạn Bồ Tát này kể đây sẽ thành Phật hiệu là Hoa Túc An Hành Như Lai, cùng chánh biến trí cõi được
của Đức Phật đó cùng lại như đây. Trả lời Phật, sau khi Phật hoa quang đỏ diệt đồ chánh pháp trụ lại trong đời 32 tiểu kiếp, tường pháp trụ đời cùng 32 tiểu kiếp. Lúc ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: trả lời Phật, đời sau thành đấng Phật trí khắp tiểu Phật hoa quang sẽ đủ vô lượng chúng cùng dường vô số Phật đầy đủ hành Bồ Tát các công đức thập lực chứng được đạo vô thượng quả vô lượng kiếp rồi tên kiếp đại bảo nghiêm còi nước tên ly cầu trong sạch không vệt nhơ dù lưu ly làm đất dây vàng dẫn đường xả cây bảy bầu sắc đẹp thường có hoa cùng trải Bồ Tát trong cõi đỏ chỉ niệm thương bền vững thần thông ba la mật đều đã tròn đầy đủ nơi vô số đức Phật khéo học đạo Bồ Tát những đại sĩ như thế. Phật hoa quang hòa độ lúc Phật làm vương tử rời nước bỏ vinh hoa nơi tân quê rụt sau xuất gia thành Phật đạo Phật hoa quang trụ thể thọ 12 tiểu kiếp chúng nhân dân nước đó sống lâu 8 tiểu kiếp sau khi Phật diệt đồ chánh pháp trụ ở đời 32 tiểu kiếp rồng đồ các chúng sanh chánh pháp diệt hết trời tường pháp cùng 32 trả lời rồng tuyên cấp trời người khắp chúng dường Phật hoa quang chỗ làm việc đó đều như thế đồng lượng túc tôn kia rất ơn không ai bằng Phật tức là thân ông nên phải tự vui mừng. Bây giờ bốn bộ chúng tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ và cả đại chúng tôi rong ra xóa càn tạt bà a tu la ca lâu la khẩn na la. Ma hầu la già thầy xả lời Phật ở trước Phật lành lấy lời dự ghi sẽ thành vô thường chánh đẳng chánh giác lòng rất vui mừng hơn ở vô lượng mười người đều cởi y trên của mình đang đắp để cùng dương Phật Thích Đề Hoàn Nhân cùng phàm tiên vương và vô số thiên tử cùng đem y đẹp của trời hoa trời màn đà la Maha Màn Đà La cùng dường nơi Phật y trời tung lên liền tù giữa ư không mà từ xoay chuyển các kỳ nhạc trời trăm nghìn muôn thứ ở giữa ư không đồng thời đều trời rồi các thứ hoa trên trời mà nói lời rằng Đức Phật xưa ở thành Ba La này ban đầu truyền pháp luân rất lớn vô thường lúc đó các thiên tử muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng xưa ở thành Ba này truyền pháp luân từ để phân biệt nói các pháp sanh diệt của năm nhóm nay lại truyền pháp luân rất lớn diệu vô thường pháp đó rất sâu màu ít có người tin được chúng ta từ xưa nay thường nghe Thế Tôn nói chưa từng nghe thường pháp tâm diệu như thế này Thế Tôn nói pháp đó chúng ta đều tùy ý đại trí xả lời Phật nay được lành Phật kỳ chúng ta cùng như vậy quyết sẽ được thành Phật trong tất cả thế gian rất tôn không còn trên Phật đạo chẳng thể bàn phương tiện tùy nghi nói ta bao nhiêu nghiệp phước đời nay hoặc quá khứ và công đức thầy Phật tròn hồi hướng Phật đạo bây giờ trả lời Phật bạch rằng Thế Tôn con nay không còn nghi hồi từ mình ở trước Phật được thọ kỳ thành vô thường chánh đẳng chánh giác các vị tâm từ tại 1200 đây lúc xưa ở bậc hữu học Phật thường dạy rằng pháp của ta hay lìa sanh già bệnh chết rột rào niết bàn các vị hữu học vô học đây cũng đều đã từ rồi chấp ngã không chấp có chấp không nói là được niết bàn mà nay ở trước Thế Tôn nghe chủ chưa từng nghe đều xa vào nghi lầm
Hay thay thì tôn xin Phật, vì bổn chúng nói nhân duyên đó khiến lìa lòng nghi ổi. Khi ấy Phật bảo ngài trả lời: Phật, ta trước đây không nói rằng các Phật thì tôn dùng các món nhân duyên lời lẽ, thì dù phương tiện mà nói Pháp đều là vô thường chánh đẳng chánh giác ư? Các điều nói đó đều vì dạy Bồ Tát vậy. Nhưng trả lời Phật, nay ta sẽ dùng một thí dụ để chỉ rõ lại nghĩa đó. Những người có trí cho thí dụ mà được hiểu. Trả lời Phật, như trong quốc ấp Tù Lạc, có vị đại trưởng giả tuổi đã già suy, của giàu vô lượng, có nhiều nhà ruộng và các tôi tớ. Nhà ông rộng lớn mà chỉ có một cửa để ra vào, người ở trong đó rất đông, hoặc 100, 200 cho đến 500 người. Lầu gạc đã mục mách, bên sụp đổ, chân cột ư nặt, chỉnh xiêng xiêu ngả bốn phía đồng. Một lúc lửa bồng nổi lên đốt cháy nhà cửa. Các người con của trưởng giả, hoặc 10 người, hoặc 20 người, hoặc đến 30 người ở trong nhà đó. Trưởng giả thấy lửa từ bốn phía nhà cháy lên, liền rất sợ sệt mà nghĩ rằng ta giàu có thể ở nơi cửa của nhà cháy này ra ngoài rất an ổn. Xong các con ở trong nhà lửa ưa vui chơi dồn, không hay biết, không sợ sệt lửa đến đột thân rất đau khổ lắm, mà lòng chẳng nhàm lo, không có ý cầu ra khỏi. Trả lời Phật, ông trưởng giả đó lại nghĩ: thân và tay của ta có sức mạnh, nên dùng vạt áo hay dùng ghê đẳng từ trong nhà mà ra ngoài. Ông lại nghĩ: nhà này chỉ có một cái cửa mà lại hẹp nhỏ, các con thơ bé chưa hiểu mê đắm chơi dượn hoặc vấp ngã bị lửa đốt cháy, ta nên vì chúng nó mà nói những việc đáng sợ. Nhà này đã bị cháy phải mau ra liền, chờ để bị lửa đốt lại nghỉ như thế. Theo chỗ đã nghỉ đó mà bảo các con, các con mau ra, cha giàu thương xót khéo nói để dù dỗ, mà các người con ưa vui chơi chẳng khứng tin chịu, chẳng sợ sệt tròn, không có lòng buồn ra lại, cũng chẳng hiểu gì là lửa, gì là nhà, thế nào là ai, chỉ cứ đông tây chạy dượn nhìn cha mà thôi. Bây giờ trưởng giả liền nghĩ: nhà này đã bị lửa lớn đốt cháy, ta cùng các con nếu không ra liền chắc sẽ bị cháy. Ta nay nên bày trước phương tiện khiến cho các con được khỏi nạn này. Cha biết các con đều vẫn có lòng thích các đồ chơi châu báu lạ lùng, nếu có chắc chúng nó ưa đắm mà bảo các con rằng: đây này là những món ít có khó được mà các con có thể vui chơi, nếu các con không ra lấy sau chắc buồn ăn năn các thứ xe dê xe yêu xe trâu. Như thế này ở ngoài cửa có thể dùng rào chơi, các con ở nơi nhà lửa nên mau ra đây, tùy ý các con buồn cha sẽ đều cho các con. Lúc bấy giờ các người con nghe cha nói đồ chơi bảo đẹp vừa ý mình, nên lòng mỗi người đều mạnh mẽ xô đẩy lần nhau, cùng đua nhau đuổi chạy ra tranh khỏi nhà lửa. Khi đó trưởng giả thấy các con được an ổn ra khỏi nhà lửa, đều ở trong đường ngả tư nơi đất trồng, không còn bị trường ngày, tâm ông tới trời vui mừng hớn hở. Bây giờ các người con đều thưa với cha rằng: cha, lúc này hứa cho con những đồ chơi tốt đẹp nào, xe dê xe yêu xe trâu xin liền ban cho. Trả lời Phật, khi đó trưởng giả đều cho các con đồng một từ xe lớn,
xe đỏ cao rồng trưng giòn bằng các mòn bầu lan can bao quanh bùn thìa treo linh lại dùng màn lòng răng tre ở trên cùng dùng đồ bầu đẹp tụt là mà trâu rồi đỏ dây bằng bầu kịt thắt cạc dài hoa rủ xuống nêm chiều mềm mại trải trong gối đỏ để trên dùng trâu trắng kéo xa sắc da mập sạch thân hình mập đẹp có sức rất mạnh được đi ngay bằng mau lè như gió lại có tôi tự để âu hạ vì cớ sao vì ông trường già đỏ của giàu vô luồng các thứ khó tàng thầy đều đầy ngập ông nghĩ rằng của cải của ta nhiều vô cực không nên dùng xe nhỏ xấu kém mà cho các con nay những trẻ thơ này đều là con của ta đồng yêu thương không tiên lệch ta có xe bằng bảy bảo như chỉ số nhiều vô lượng nên lấy lòng bình đẳng mà đều cho chúng nó chẳng nên sai khác vì sao giàu đem xe của ta đỏ khắp cho cả người một nước hãy còn không thiếu uống gì các con lúc ấy các người con đều ngồi xe lượn được điều chưa từng có không phải chỗ trước kia mình trong xả lời phất ý của ông nghĩ sao ông trường già đỏ đồng đem xe trân bầu lượn cho các người con có lỗi hư vọng chẳng xả lời phất thưa thưa thì tôn công ông trường già chỉ làm cho các con được khỏi nạn lửa toàn thân mạng chúng nó chẳng phải là hư vọng vì sao nếu được toàn thân mạng bèn đã được đồ chơi tốt đẹp uống nữa là dùng phương tiện cứu vượt ra khỏi nhà lửa thì tôn giàu ông trường già đó nhận đến chẳng cho một thứ xe rất nhỏ còn chẳng phải ư vọng vì sao vì ông trường già đó trước có nghĩ như vậy ta dùng trước phương tiện cho cả con được ra khỏi vì nhân duyên đó nên không hư vọng vậy uống gì trường già từ biệt mình của giàu vô lượng muốn lợi ích cả con mà đồng cho xe lớn Phật bảo ngài xả lời Phật ấy tay như lời ông nói xả lời Phật như lai cùng lại như thế Phật là cha của tất cả thế gian. Ở nơi các sự sợ hãi suy nào lo buồn vô minh che tội hết hẳn không còn tựa mà tròn thành tựu vô lượng trí kiến trí lực vô sở vì có sức đại thần thông cùng sức trí huệ đầy đủ các món phương tiện. Trí huệ ba la mật đại từ đại bi tường không hề lười mỏi hằng vì cầu việc lành lời cho tất cả muôn loài mà sanh vào nhà lửa tam giới củ mục này để độ chúng sanh ra khỏi nạn lửa sanh già bệnh chết lo buồn khổ nào ngu si tâm tội ba độc dày bảo cho chúng sanh được vô thường chánh đẳng chánh giác ta thấy các chúng sanh vì những sự sanh già bệnh chết lo buồn khổ nào nó đốt cháy cùng vì năm món dục tài lời mà bị các điều tổng khổ lại vì tham mê đeo đuổi tìm cầu nên hiện đời thọ các điều khổ đời sau thọ khổ địa ngục súc sinh ngạ quỷ điều sanh lên trời và ở trong loài người thời nghèo cùng khốn khổ vì khổ về người yêu thường xa lìa kẻ oán ghét lại gặp gỡ các món khổ như thế chúng sanh chìm trong đó vui vẻ dạo chơi chẳng ai biết chẳng kinh chẳng sợ cùng chẳng sanh lòng nhàm không cầu giải thoát ở trong nhà lửa tam giới này đông tây rào chạy dầu bị khổ nhiều vẫn chẳng lấy làm lo xả lời Phật Đức Phật thấy việc này rồi bèn nghĩ rằng ta là cha của chúng sanh nên cứu cho nó ra khỏi nạn khổ đó văn vô lượng vô biên mòn trí huệ vui của Phật để chúng nó dạo chơi.
Xá lợi Phất, Đức Như Lai lại nghĩ nếu ta chỉ dùng sức thần thông cùng sức trí huệ bỏ trước phương tiện mà vì chúng sanh khen người các món trí kiến trí lực vô sở ý của Như Lai, ắt chúng sanh chẳng có thể do mà có thể do đó mà được độ tạt. Vì sao? Vì các chúng sanh đó chưa khỏi sự sanh già bệnh chết, lo buồn đau khổ đương bị tiêu đốt trong nhà lửa tam giới, làm sao có thể hiểu được trí huệ của Phật? Xá lợi Phất, như ông trưởng giả kia giàu thân và tay có sức mạnh mà chẳng dùng đó, chỉ ân cần phương tiện rằng cứu các con thoát nạn nhà lửa rồi sau đó cho xe trân bảo lớn. Đức Như Lai cùng lại như thế, dầu có trí lục cùng sức vô ý mà chẳng dùng đến, chỉ dùng trí huệ phương tiện nơi nhà lửa tam giới cứu vượt chúng sanh. Vì chúng sanh mà nói ba thừa thanh văn duyên giác cùng Phật thừa mà bảo rằng các ngươi không nên ưa ở trong nhà lửa tam giới, chớ có ham mê các món sắc thanh hương vị xúc thô hèn. Nếu tam mê ắt sinh ái nhiễm, thời sẽ bị nó đột. Các ngươi mau ra khỏi ba cõi sẽ được chứng ba thừa thanh văn duyên giác và Phật thừa. Nay ta vì các ngươi mà bảo nhiệm việc bỏ quyết không rồi, vậy các ngươi chỉ nên siêng năng tinh thần tu hành. Đức Như Lai lại dùng phương tiện ấy để dù dần chúng sanh càng đến, lại bảo các ngươi nên biết rằng pháp ba thừa đó đều là pháp của các đồng thành khen người, là pháp tự tại không bị ràng buộc, không còn phải nương gã tìm cầu. Ngồi trong ba thừa này dùng các món căn lực giác chi thành đạo, thiền định vô lậu cùng giải thoát tam muội đệ tử, vui sướng được vô lượng sự an ổn khoái lạc. Xá lợi Phất, đều có chúng sanh nào bề trong cỏ chỉ thành theo Đức Phật Thế Tôn, nghe pháp tin nhận ân cần tinh thần buồn chẳng ra khỏi ba cõi, từ câu chứng niết bàn gọi đó là thanh văn thừa. Như các người con kia vì cầu xe dê mà ra khỏi nhà lửa, nếu có chúng sanh theo Đức Thế Tôn nghe pháp tin nhận rồi ấm cần tinh thần cầu trì huệ tự nhiên ưa thích riêng lẻ vắng lòng sâu rõ nhân duyên của các pháp gọi đó là duyên giác. Tựa như các người con kia vì cầu xe yêu mà ra khỏi nhà lửa, nếu có chúng sanh nào theo Đức Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận chứng tu tinh thần cầu nhất thiệt trị Phật trị tự nhiên trị vô sư trị các món trí kiến lực vô ý của Như Lai, có lòng thương xót làm an vui cho vô lượng chúng sinh, lợi ích trời người độ thoát tất cả hàng đó gọi là đại thừa Bồ Tát. Vì cầu được thừa này gọi là Ma Ha Tát. Như các người con kia cầu xe trâu mà ra khỏi nhà lửa. Xá lợi Phất, như ông trưởng giả kia thấy các con được an ổn ra khỏi nhà lửa đến chỗ vô ý, ông từ nghỉ ta của giàu vô lượng nên bình đẳng đem xe lượn đồng cho các con. Đức Như Lai cùng lại như thế là cha của tất cả chúng sinh. Nếu thầy có vô lượng nghìn ức chúng sinh do cửa Phật giáo mà thoát khỏi khổ đường hiểm đáng sợ của ba cõi được sự vui niết bàn, bây giờ Đức Như Lai bèn nghĩ ta có vô lượng vô biên trí huệ lực vô ý tàng pháp của các Đức Phật, các chúng sanh này đều là con của ta đồng bán cho pháp đại thừa, chẳng để cho người được diệt độ, riêng đều đem pháp diệt độ của Như Lai mà cho chúng sanh nó diệt độ. Dùng chúng sanh đã thoát khỏi ba cõi đó, Phật đều cho món vui tiền đình giải thoát của các Đức Phật, các món đó đều là một tượng, một thứ mà các bậc thánh
thành khen người ai sanh ra sự vui sạch màu bậc nhất. Xả lời Phật như ông trường giả ban đầu dùng ba từ xe dụ, dần cả con sau rồi chỉ ban cho xe lượn vật bảo trang nghiêm an ổn tự nhất. Xong ông trường giả kia không có đổi ư rồi, Đức Như Lai cũng như thế không có ư rồi. Ban đầu nói ba thừa dần dắt chúng sanh sau rồi chỉ dùng đại thừa mà đồ giải thoát đó. Vì sao Như Lai có vô lượng tàng pháp trị uệ lực, vô sở vì có thể ban pháp đại thừa cho tất cả chúng sanh, chỉ vì chúng sanh không có được hết. Trả lời Phật, vì nhân dân đó nên phải biết các Đức Như Lai dùng sức phương tiện ở nơi Phật tựa phân biệt nói thành ba. Đức Phật muốn tiên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: thì như ông trường giả có một căn nhà rất lớn, nhà đó đã lâu cũ mà lại rất xấu xa, phòng nhà vừa cao nguy, gốc cột lại gầy, mục đích xiên đều siêu vèo, nên móng đã nạt ra, vách lên đều sụp đổ, đất bùn rơi rượt xuống, tranh lập xa tàn loạn, kèo đòn tay rơi khớp, bùn bề đều cong vầy khắp đầy những tạp nhớ. Có đến 500 người ở nơi trong đó, chim chi yêu điêu tử quà chim trực cứu thạp, loài ngoan xà phúc yết, giống ngô công do diên, loài thủ cung bà túc dứt ly cùng hề thử, các giống độc trùng dừ ngang dọc xen ruồi chạy, chỗ phần dài ối tội đồ bất tình chảy tràn, các loài trùng khương lương bu nhóm ở trên đó, cào sỏi cùng giả căn liềm nhai và dày đạp, cần xe những cây chết xương thịt bừa bãi ra, do đây mà bày trò đua nhau đến ngoằm lầy, ôm đói và sợ dệt nơi nơi tìm món ăn dành dịch cầu xe nhau, gầm gừ gào rủa đến nhà đó sự đáng sợ. Nhưng biển tràng dương ấy khắp chỗ đều có những quỷ lì mì vòng lượng, quỷ giả xóa quỷ dự nuốt ăn cả thịt người, các loài trùng độc dữ, những cầm thú hung ác ấp cho bù sản xanh, đều từ dấu gìn giữ, quỷ già xoa đua đến giành bắt mà ăn đỏ no nê rồi, lòng hung dữ thêm măng, tiếng trùng đánh cãi nhau thật rất đáng lo sợ. Những quỷ cứu bàn trà ngồi xổm trên đồng đất, hoặc có lúc hỏng đất một thước hay hai thước, qua rồi lại dạo đi buông lung chơi cùng dần, nằm hai chân quả chó đành cho lá thất thanh, lấy chân đạp trên cổ hùng bộ chó để vui. Lại có các giống quỷ thân nó rất cao lớn, trần truồng thân đen sầu, thường ở luôn trong đó, rên tiếng hung ác lớn kêu la tìm món ăn. Lại có các giống quỷ cổ nó nhỏ bằng kim, lại có các giống quỷ đầu nó như đầu trâu, hoặc là ăn thịt người, hoặc là ăn thịt chó, đầu tóc rồi tung lên rất ác, lại ung yểm đi đòi khát bức ngặt, kêu la vừa rong chạy già xoa cùng quỷ đòi, các chim muông ác độc đòi gấp rào bốn bề, trình xem các cửa sổ các nàn dương thế đầy, vô lượng việc ghê sợ. Nhà cũ mục trên đó thuộc ở nơi một người, người ấy vừa mới ra thời gian chưa bao lâu, rồi sau nhà cửa đó bỗng nhiên lửa cháy đỏ, đồng một lúc bốn bề ngọn lửa đều hừng ực, giường cột và trích xiêng tiếng tách nổ vang đồng, nạt gầy rơi rượt xuống, vách lên đều lở ngả, các loài quỷ thần đầy đồng cất tiếng kêu to, các giống chim điêu thiểu quỷ kêu bàn trà thầy kinh sợ chạy chàng sột,
vẫn không từ ra được. Thù dữ loài trùng độc chui núp trong lỗ ăn, các quỷ tì xa xa cùng ở trong ăn đỏ. Vì phước đức kém vậy, vì lửa đến đốt bức làm tan hai lần nhau, quần màu ăn thịt nhau. Nhưng loài thú giả can thời đều đã chết trước, các dòng thú dữ lớn giành đua đến ăn nuột. Khói tanh bay phụt phụt phủ khắp bịt bồn bề, loài ngô công do diễn cùng với rắn un độc bị lửa lon đột chạy, tranh nhau chạy khỏi ăn. Quỷ ban trà rình chợ liền bắt lấy mà ăn, lại có các ma quỷ trên đầu lửa rực chạy, đòi khát rất nóng khổ, sảng sốt chạy quang lên. Nhà lửa đỏ dương ấy chất chẳng nên ghê sợ, độc hại cùng tai lửa các nàn chẳng phải một. Lúc bấy giờ chủ nhà đứng ở nơi ngoài cửa, nghe có người mắng trách các người con của ông trước đây vì dạo chơi mà đến vào nhà này. Thơ bé không hiểu biết, chỉ vui ham ưa đắm. Trưởng giả vừa nghe xong kinh sợ vào nhà lửa, tìm phương y cứu tế cho con khỏi thiếu ai. Mà dù bảo các con nói rõ các oan nạn nào ác quỷ độc trùng hỏa tai đang tràn chảy, các sư khổ thử lập nổi luôn công ê dứt loài độc xa nguyên phúc. Và các quỷ già xa cùng quỷ cứu bàn trà, những già can trồn trò chim điêu thiếu si yêu lại dòng bà túc thầy đều đòi khát khổ gấp, rất đáng phải ghê sợ. Chỗ khổ nạn như thế huống lại là lửa lớn, các con nhỏ không hiểu, dầu có nghe cha dạy cứ vẫn còn ham ưa vui chơi mãi không thôi. Bây giờ trường giả kia mới bèn nghĩ thế này, các con như thế đó làm ta thêm sầu nào. Nay trong nhà lửa này không một việc đáng vui, mà các con ngây dại vẫn ham mê vui chơi, chẳng chịu nghe lời ta, toan sẽ bị lừa ai. Ông bèn lại suy nghĩ nên bày các phương tiện, bảo với các con rằng cha có rất nhiều thứ, các đồ chơi chân kỳ, những xe bầu tốt đẹp, nào xe dưa, nào xe dê, xe yêu cùng với xe trâu lớn yên để ở ngoài cửa. Các con mau ra đây, cha chính vì các con mà trầm những xe này, vì các con thích có thể để vào chơi. Các con nghe cha nói các thứ xe như vậy, tức thời cùng giành đua rào chạy ra khỏi nhà đến nơi quảng đất trồng. Rơi những sự khổ nạn, trường già thấy các con được ra khỏi nhà lửa, ở đây ngã tư đường đều ngồi tòa sư tử. Ông bèn tự mừng rằng ta nay rất vui mừng, nhưng đứa con ta đây đẻ nuôi rất khó làm, chúng nhỏ dài không hiểu mới lâm vào nhà yểm. Có nhiều loài trồng đục quỷ ly mi đáng sợ, lửa lớn cháy ưng ngực bốn phía đều vượt lên. Mà các trẻ con này lại ham vui ưa chơi, nay ta đã cứu chúng khiến đều được thoát nạn. Vì thế các người ơi, ta nay rất vui mừng khi ấy các người con biết cha đã ngồi ăn, đều đến bên chỗ cha mà thưa cùng cha rằng xin cha cho chúng con ba từ xe bầu là. Chứ vừa rồi cha hứa các con mau ra đây sẽ cho ba từ xe tùy ý các con muốn. Bây giờ chính phải lúc xin cha thương cấp cho. Trường giả giàu có lớn có đùm rất nhiều đầy, vàng bạc cùng lưu ly xa cường ngọc mạ nào, dùng những món bảo vật tạo thành các xe lớn chứng giòn trang nghiêm đẹp.
khắp vòng cỏ bao lớn bốn mặt đều treo linh dây vàng sen tắt tụi mảnh người kết trân châu răng bày phủ vỉa trên hoa vàng các chuỗi ngọc lòng tòng rủ khắp chỗ các màu trang sức đẹp khắp vòng xây quanh xe dùng nhiều áng mềm mại để làm đệm lót ngồi vài quý mình rất tốt giá trị đến nghìn muôn bóng lăng trắng sạch đẹp trải dùng trải trung trên đệm có trâu trắng to lớn mập khỏe nhiều sức mạnh thân hình rất tươi tốt để kéo xe bầu đỏ đông những tôi và tớ mà chụp hầu gìn giữ đem xe đẹp như thế đồng bán cho cả con lúc bấy giờ rất vui mừng hớn hở ngồi trên xe bầu đỏ rào đi khắp bốn phương vui chơi nhiều khoái lạc tự tại không ngăn ngại bảo xả lời Phật này Đức Phật cũng như vậy tôn cả trong hàng thành cha lành của trong đời tất cả các chúng sinh đều là con của ta say mê theo thể lạc không có chút huệ tâm ba cõi yểm không ăn dường như nhà lửa cháy các nan khổ dày đầy rất đáng nên ghê sợ thường có những thanh gia bệnh chết và rầu lo các thứ lửa như thế cháy hưng chẳng tắt dứt Đức Như Lai đã lìa nhà lửa ba cõi đó vắng lặng ở thăm đà an ổn trong rừng nổi hiện nay ba cõi này đều là của ta cả những chúng sinh trong đó cũng là con của ta mà nay trong ba cõi có nhiều tử hoàn nạn chỉ riêng một mình ta có thể cứu ô chúng dâu lại đã dạy bảo mà vẫn không tin nhận vì nơi các dục nghiệp rất sanh lòng tham mê bởi thế nên phương tiện vì chúng nói ba tựa khiến cho các chúng sanh rõ ba cõi là khổ mở bày cùng diện nói những đạo pháp xuất thế các người con đỏ tay nếu nơi tâm quyết định đầy đủ ba món minh và sáu món thần thông có người được duyên giác hoặc bất tuổi bồ tát trả lời phất vài biệt ta vì các chúng sanh dùng món thí dụ này để nói một phật thừa các ông nếu có thể tin nhận lời nói đây tất cả người đều sẽ chứng thành quả phật đạo phật thừa đây vi diệu rất thanh tịnh tự nhất ở trong các thế giới không còn pháp nào trên của các phật quy ưa tất cả hàng chúng sanh đều phải nên khen người và cùng dường lễ bài đủ vô lượng nghìn ức các trí lực giải thoát thiền định và trí huệ cùng pháp khác của phật chứng được thừa như thế khắp cho các con tài ngày đêm cùng kịp tụ thường được ngồi vào chơi cho các hàng bồ tát cùng với chúng thanh vân đương nơi thừa bảo này mà thẳng đến đạo tràng vì bởi nhân duyên đó tìm kỳ khắp mười phương lại không thừa nào khác trừ phật dùng phương tiện bảo với trả lời phất bọn ông các ngươi tài đều là con của ta ta thời là cha lành các ông trải nhiều kiếp vì các sự khổ đột ta đều đã cứu vượt cho ra khỏi ba cõi ta giàu ngày trước nói các ông được diệt độ nhưng chỉ hết sanh tử mà thật thời chẳng diệt nay việc nên phải làm chỉ có trí huệ phật nếu có bồ tát nào ở trong hàng chúng này có thể một lòng nghe pháp thật của các phật các đức phật tế tôn dầu dùng trước phương tiện mà chúng sanh được độ đều là bồ tát cả nếu có người trì nhỏ quả mê nơi ái dục phật bèn vì bọn này mà nói lý khổ để
chúng sanh nghe lòng mừng được điều chưa từng có. Đức Phật nói khổ đệ chân thật không sai khác. Nếu lại có chúng sanh không rõ biệt gốc khổ, quả say nơi khổ nhân chẳng tạm thời bỏ được. Phật vì à, người này dùng phương tiện nói dạy nguyên nhân có các khổ. Tham dục là cội gốc, nếu dứt được tham dục khổ không chỗ nương đổ. Dứt hết khổ các khổ gọi là đệ thứ ba. Vì chứng diệt đệ vậy mà tu hành đạo đệ, lìa hết các khổ phật gọi đó là giải thoát. Người đó nơi pháp gì mà nói được giải thoát, chỉ xa rời hy vọng gọi đó là giải thoát. Kỳ thực chưa phải được giải thoát hẳn tất cả. Đức Phật nói người đó chưa phải thật diệt độ, vì người đó chưa được đạo quả vô thường vậy. Ý của ta không muốn cho đó đến diệt độ. Ta là đấng pháp vương tự tại nơi các pháp, vì an ổn chúng sinh nên hiện ra nơi đời. Giả lời Phật phải biệt pháp ấn của ta đây, vì muốn làm lợi ích cho thế gian nên nói. Tại chỗ ông đi qua chớ có vòng tuyên truyền, nếu có người nghe đến tuy hỷ kính nhân lấy. Phải biết rằng người ấy là bậc bất tội chuyển. Nếu có người tin nhận kinh pháp vô thượng này, thời người đó đã từng thấy các Phật quá khứ, cung kính và cùng dường cùng được nghe pháp này. Nếu người nào có thể tin chịu lời ông nói, thời chính là thầy ta, cùng là thầy nơi ông, cùng các chúng tỳ kheo và các hàng Bồ Tát. Phật vì người chỉ sâu nói kinh pháp qua này, kẻ thức cần nghe đến mê lầm không hiểu được. Tất cả hàng thanh văn cùng với Bích Chi Phật ở trong kinh pháp này sức kia không hiểu được. Kinh ông xả lời Phật hãy còn nơi kinh này, dùng lòng tin được vào, huống là thanh văn khác. Bao nhiêu thanh văn khác do tin theo lời Phật mà tùy thuần kinh này, chẳng phải trí của mình. Lại này xả lời Phật, kẻ kiêu mạn biếng lười vòng so chấp lấy ngã, chớ vì nói kinh này hàng phàm phu biệt cạn. Quả mê năm món dục nghe pháp không hiểu được, cùng chẳng nên vì nói. Nếu có người không tin khinh hủy chê kinh này, thời là giết tất cả giống Phật ở thế gian. Nếu có người xìu mặt mà ôm lòng nghi hoặc, ông nên lòng nghe nói tội báo của người đó. Hoặc Phật còn tài tệ, hoặc sau khi diệt độ. Nếu có người chê bai kinh điển như thế này, thầy có người đọc tục biên chép thọ trì kinh, rồi kinh tiền ghét ghen mà ôm lòng kết ơn tội báo của người đó. Ông này lại lòng nghe người đó khi mạng chung xa vào ngục A Tỳ. Đầy đủ một kiếp trần, kiếp mạt hết lại sinh, cứ xoay vần như thế, nhận đến vô số kiếp, từ trong địa ngục ra, sẽ đọa vào súc sinh, hoặc làm trò giả căn, thân thể nó ốm gầy, đen đuôi thêm ghẻ lạc, bị người thường chọc kẹo, lại còn phải bị người gớm nhơn và ghét rẻ. Thường ngày đòi khát khổ, xương thịt đều khô khan, lúc sống chịu khổ sở, chết đi ném ngói đá. Vì đoàn mất giống Phật nên tỏ tội báo đó, hoặc sinh làm lạc đà, hoặc sinh vào loài lừa, thân thường mang kẹo nặng, lại thêm bị đánh đập, chỉ nhớ tưởng được cỏ, ngoài ra không biết gì. Vì khinh chê kinh này mà mắc tội như vậy, có khi làm giả căn, đi vào trong làng xóm, thân thể đầy ghẻ lạc, lại chột hết một mắt,
bị bọn trẻ nhỏ vây theo đánh đập liền ném, chịu nhiều cả khổ đau, hoặc có lúc phải chết. Ở đây vừa chết rồi liền lại thọ thắng rằng thân thể nó dài lớn đến 500 do tần, được ngay và không chân lăn lóc đi bằng bụng, bị các loài trùng nhỏ cắn rút ăn thịt màu, bị khổ cả ngày đêm không tạm có ngừng nghỉ, vì khinh chê kinh này mà mắc tội như vậy. Nếu được sinh làm người, các cân đều ảm đồn, luôn xấu lại lệch què, vui được thêm lưng ngủ. Có nói ra lời gì mọi người không tin nhận, ơi miệng tường ôi tội, bị quỷ mì dừa nhập, nghèo cùng rất hèn à, bị người sai khiến luôn, nhiều bệnh tân ủng gầy, không có chỗ cày nhờ. Dù nương gần với người mà người chẳng để ý, nếu có được điều chí thời liền lại quên mất, nếu học qua nghề thuộc theo đúng phép trị bệnh mà bình người nặng thêm, hoặc có khi đến chết nếu tự mình có bệnh không người chữa lành được, dù có uống thuốc hay mà bệnh càng thêm nặng, hoặc người khác phản nghịch cướp giật trộm lấy của, các tội dương tế đó lại tự mang vạ lấy, những người tội như đây tròn không thấy được Phật. Là vua trong an thành thường nói pháp đạo hòa, những người tội như đây thường xoay chỗ hoàn nạn, tâm quần lại tai được tròn không nghe được pháp, trải qua vô số kiếp như số cát sông ăn, sanh ra liền được tâm các căn chẳng đầy đủ, thường ở trong địa ngục như dạo chơi vườn nhà, ở tại các đạo khác như ở nhà cửa mình, lạc đà lừa lợn chó là chỗ kia thường đi, vì kinh chế kinh này nếu được sanh làm người, việc vui lại cấm ngọng, nghèo cùng các tường chi dùng đỏ từ trang nghiêm, sưng bụng bệnh khô khát ghẻ lạc cùng ung thư, các bệnh như trên đỏ dùng làm y phục mặc, thân thể thường hôi hàm nhớ nhược không ê sạch, lòng chấp ngã sâu chặt thêm nhiều tánh nhân ơn, tình dâm dục hầy hùng đến chẳng chưa cầm thủ, vì khinh chế kinh này mắc tội dương thế đó, bảo đó xả lời Phật. Người khinh chế kinh này nếu kể nói tội kia cùng kịp cùng chẳng hết, vì bởi nhân duyên đó ta vẫn bảo các ông trong nhóm người vô trí chớ nên nói kinh này, nếu có người lời căn sức trí huệ sáng lạng, học xong và nhớ dạy, lòng mong cầu Phật đạo, những hàng người như thế mới nên vì đó nói, nếu có người đã từng thấy trăm nghìn ức Phật trong các cội đức lành, thâm tâm rất bền vững, hàng người được như thế mới nên vì đó nói, nếu có người tính tận thường tu tập lòng từ, chẳng hề tiếc thân mạng mới nên vì đó nói, nếu có người cung kính không có sanh lòng các xa lìa các phàm phu, ở riêng trong bụi thầm những hàng người như thế mới nên vì đó nói. Lại giả lời Phật này, nếu thấy có người nào rồi bỏ ác trí kiến, gần gũi bạn hiền lành, người được như thế ấy mới nên vì đó nói. Nếu thấy an Phật tử giữ giới hành trong sạch, như minh châu sáng sạch, ham cầu kinh đại thừa, những người được như thế mới nên vì đó nói. Nếu người không lòng dần chắc thật ý dư hoa, thương xót mọi loài cung kính các đức Phật, hàng người tốt như thế mới nên vì đó nói. Lại có an Phật tử ở tại trong đại chúng, thân dùng lòng thanh tịnh các món nhân cùng chân, thì dù và lời lại
những người như thế ấy mới nên vì đó nói, nếu có vị thì kéo vì cầu nhất thiết trị khắp bốn phương cầu Phật, chắp tay cung kính tỏ chỉ ưa muốn tỏ trì kinh điển về đại tựa, nhận đến ông hề tỏ một bài kệ kính khác. Hàng người được như thế mới nên vì đó nói, như có người chỉ tâm cầu xả lời của Phật, cầu kinh cùng như thế được rồi đình lệ tỏ, người đó chẳng còn lại có lòng cầu kính khác. Cùng chưa từng nghĩ tưởng đến sách vở ngoài đạo, người được như thế ấy mới đến vì đó nói, bảo cùng trả lời Phật đã nói các sự tưởng của người cầu Phật đạo, cùng kiếp cùng chẳng hết. Những người như thế đó thôi có thể tin hiểu, ông nên vì họ nói kinh diệu pháp liên hoa